Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì chúng tôi đang có mặt tại nhà bác Thanh ở thành phố Thái Bình để chia sẻ cho mọi người một công trình biệt thự 3 tầng mái Thái do công ty cổ phần kiến trúc Kisato thiết kế và thi công cho nhà bác tại đây, với cái chiều rộng mặt tiền là 9,8m, chiều sâu là 13,6m, hai mặt tiền các bạn nhé. Thì mời các bạn cùng chúng tôi vào phía bên trong để tham khảo về mẫu thiết kế cũng như là về quá trình thi công và các vật liệu mà chúng tôi đã lựa chọn, tư vấn lựa chọn cho bác trong công trình để bác hoàn thiện công trình này nhé. Thì mời các bạn cùng chúng tôi vào bên trong để đón xem ạ. Xin phép giới thiệu với mọi người, đây là bác Thanh, là chủ nhà. Thì cháu xin phép chào bác ạ. Dạ vâng. Thì bác ơi, hôm nay bên cháu xuống đây, cái việc đầu tiên là tham quan công trình cũng như là chúc sức khỏe bác sau một cái thời gian dài mà bác đã trực tiếp ra tay là hỗ trợ cũng như là làm việc chính với các cái nhà thầu để thi công xong cái công trình như vậy bác ạ. Thì bọn cháu rất là phấn khởi. Cái thứ hai là cũng xin phép bác là cho bọn cháu xin một vài lời cảm nhận về cái quá trình phục vụ của bên cháu cùng với bác để hoàn thiện xong được cái công trình như vậy ạ. Dạ. Nói chung thì theo tinh thần thì của anh em bên các nhà thầu, các nhà thiết kế, nói chung gia đình tôi thì đến nay nó là hoàn thiện. Thế nhưng nói chung toàn bộ quang cảnh như này thì nói chung tất cả các cái nguyên vật liệu và các cái trang thiết bị hoặc là các cái kỹ thuật về vấn đề nhà cửa trong cái xây dựng thì nói chung bản thân các anh em ở các từng bộ phận một như xây rồi cửa rồi là tất cả các trang bị nội thất thì nói chung là các anh em làm là tương đối tốt, nói chung là hoàn thiện được và chất lượng tốt, mẫu mã hình thức đẹp. Thế nên cái này thì gia đình cũng không biết nói gì hơn. Thế bác cho hỏi là trong quá trình mà bên cháu thiết kế đấy thì đưa cái bộ bản vẽ của nhà mình ra để xây dựng ấy, thì bác có cảm thấy hài lòng về cái mỹ thuật của công trình cũng như là về cách phục vụ của bên cháu hoặc là hàng xóm người ta có nói gì không? Nói chung thì xây lên thì nói chung công trình này thì nói thật nói là ở đây thì không phải chê. Thế còn lại là tất cả các cái vấn đề kỹ thuật công trình xây dựng của các cái trang thiết bị hay ở trong nhà, trong hoàn thiện cái nhà này thì nói chung là rất là tốt. Hay đảm bảo chất lượng, nói chung anh em làm là nói chung là chuẩn, đẹp theo đúng kỹ thuật. Đấy. Thế còn tinh thần chung thì nói chung là gia đình thì đến nay cũng đã hoàn thiện rồi. Hôm nay anh em về chơi thì làm cái clip này cũng thay mặt gia đình xin thật cảm ơn. Cháu thấy là đẹp hơn bản vẽ rất nhiều. Đẹp hơn nhiều, nói chung là theo thiết kế nó đẹp. Đấy. Cháu cảm ơn bác nhé. Thì hôm nay phát huy tốt hơn. Làm nhiều những các công trình đẹp hơn và có thể kỹ thuật hơn. Đấy, các cái nhà này. Thế thì tinh thần chung thì bác cũng mới lời vậy thôi. Cảm nhận như này là các cháu là những người làm các công trình là tuyệt vời. Đấy. Thì cháu có món quà muốn chúc sức khỏe đến bác cũng như là mọi người ở trong gia đình ạ. Thì hy vọng cảm ơn bác đã tin tưởng sử dụng dịch vụ thiết kế thi công của bên cháu. Thứ hai là chúc bác và gia đình có thật nhiều sức khỏe để cùng đồng hành với bọn cháu trong những cái công trình tiếp theo ạ. Cháu cảm ơn bác nhé. Thay mặt gia đình xin cảm ơn. Thì trước tiên là một cái phần không gian cổng rất là rộng rãi và to như này thì chúng ta có thể đỗ ô tô rất là thoải mái. Thì công trình nhà bác có khuôn viên đất rất là rộng mọi người nhé, nên là chúng tôi tha hồ bố trí một công trình rất to và đẹp như này, có thể nói là hoành tráng nhất ở phường Đông Thọ ở đây. Đây, giới thiệu cho mọi người cái mặt tiền công trình. Chúng ta có cái chiều rộng ở đây là 9,8m nha mọi người. Ở đây chúng ta sẽ có một cái sảnh chính để bước vào khu vực phía bên trong. Đó, bước vào khu vực phía bên trong. Thì mọi người có thể thấy là không gian mặt tiền phía đằng trước thì chúng tôi thiết kế làm hai phần. Đó, trong đó một phần ở bên này là khu vực phòng nhé. Và phần bên này là sảnh chính để chúng ta bước vào khu vực phòng khách. Đó, thì trước tiên mà mọi người ra khu vực phía sảnh chính xem trước này. Đó, sảnh chính thì thiết kế rất là rộng rãi. Mọi người có thể nhìn thấy cái mức độ sảnh này. Đó, sảnh rất là rộng. Và ở đây thì cái sảnh này chúng tôi thiết kế với cái chiều rộng ở đây là 5m. Còn chiều sâu, ở đây thì chúng tôi có thiết kế cho bác với cái chiều sâu của sảnh là 2,8m mọi người nhé. 2,8m từ cái mép
cửa kia ra đến cái khu này. Và ở đây thì các bạn có thể thấy là chúng tôi có thiết kế hai cái vị trí phía bên ngoài sảnh để trồng hoa cây cảnh, làm xanh mát hơn cái phần khuôn viên hiên đằng trước này nhá. Ở đây thì các bạn có thể thấy là hệ thống cột ở phần sảnh chính này, chúng tôi làm cột đôi luôn nhé, cột đôi này với cái hệ thống chân rất là vững chãi này, khỏe khoắn luôn đấy. Cột là hệ thống cột tròn, cột đôi rất là to rộng, kéo dài lên phía đằng trên cao đó. Hệ thống cột này thì được đỡ trên bởi hệ dầm. Đây mọi người có thể nhìn thấy cái hệ dầm này. Hệ dầm nối vào phía bên trong nên là rất là vững chãi. Ở phần bên trên đây thì chúng tôi thiết kế theo hình vòm. Đấy, hình vòm phía bên trên mọi người nhé. Mái chữ A này là có mái bê tông đổ vòm này. Đó, mái bê tông đổ vòm. Cái mái chữ A ở đây thì chúng tôi cùng tư vấn cho bác là dùng cái vật liệu là diềm bê tông mái chéo. Nó đổ mái dốc chéo luôn ạ. Có sử dụng ngói tráng men và diềm mái. Ở đây nhá, các bạn lưu ý cái chia sẻ này của chúng tôi là cái diềm mái này là bác dùng ngói úp này để úp vào cái phần bê tông, nó tránh trường hợp là bị rêu mốc và nó sẽ khoe được cái phần ngói ra mọi người ạ. Cái thứ hai là không gian phía bên này. Đó là không gian của một phòng ngủ ở phía bên trong này. Có cửa sổ lấy thoáng ra phía bên ngoài nhá. Đấy. Và mọi người có thể nhìn thấy các cái chi tiết trang trí của vòm của cái phần cửa này. Đấy, chi tiết trang trí xung quanh cũng rất là đẹp theo phong cách tân cổ nhá. Đấy, có cột này, hệ thống cột. Cột ở đây thì là cột đắp giả thôi, ra rất là to để nó phù hợp với không gian của sảnh chính và nó tạo nên cái điểm bề thế của cái ngôi nhà này. Toàn bộ gạch chân tường thì cũng được ốp loại gạch giả đá, rất là cứng rắn và đẹp. Đấy, thì đấy là toàn bộ cái phần mặt tiền chính cho công trình nhà vườn mái thái này. Đó. Và mọi người có thể nhìn thấy là khi mà chúng ta đi từ đây ra thì chúng ta cũng có view nhìn ra khu vực sân vườn này. Đó. Ở bên này thì bác có một cái khu vực sân vườn để trồng rau, trồng cây cảnh rất là đẹp. Đây là có một cái hòn non bộ này. Đấy, và khu hồ trồng cá với trên 110 khối nước. Trên 110 khối nước rất là đẹp. Thì vừa hoàn thiện trong năm nay xong mọi người. Đây nữa, cái chi tiết hàng rào để ngăn giữa cái phòng, ngăn giữa cái sân với cái bể này cũng rất là đẹp. Ý tưởng này là được bác trực tiếp nghĩ ra và gần như là đưa từ bên Nga về đấy. Thay vì bằng gỗ thì dùng bằng bê tông, nhìn rất là giống gỗ nhá. Đó. Và đây thì mọi người có thể nhìn thấy đây là một không gian thứ hai. Đó là mặt tiền thứ hai. Đấy, khi mà làm như này thì nhà bác khoe được cả bốn mặt tiền luôn. Tại vì nhà đặt gần như là vị trí giữa khuôn đất nên là chúng ta có rất nhiều cái khu vực để chúng ta có thể chiêm ngưỡng. Đây là khu vực sảnh phụ. Sảnh phụ này thì nhỏ hơn sảnh chính mọi người nhé. Đó, sảnh phụ này thì nhỏ hơn sảnh chính này. Chia sẻ cho mọi người về khu vực sảnh phụ này với cái độ rộng của sảnh phụ này thì tổng của nó là 4m1 thôi. Đó, nhỏ hơn một chút, 4m1 từ mép này đến mép kia cũng có trồng hoa cây cảnh ở phía đằng trước. Mà đặc biệt hơn thì bác có tạo thêm hai cái điểm nhấn bằng hai cái cây hoa giấy ở hai bên. Đó, để cho cái khu vực sân rộng này nó cũng đỡ bị trống trải, rất là đẹp. Sảnh phụ này thì chúng tôi thiết kế cho bác là dùng cửa hai cánh thôi nhé, không phải là cửa bốn cánh như khu vực sảnh chính, nó phân biệt giữa các sảnh với nhau. Và ở phần trang trí mái chữ mái trên mái tre của cái phần sảnh phụ này thì dùng mái bằng, đó, chứ không dùng vòm như ở phía bên kia nữa. Ở có ban công đưa ra phía bên ngoài, kết hợp với mái chữ A cũng hình vòm nhưng nó được đưa lên tầng 2. Đó, rất là xa. Đây mọi người có thể nhìn thấy xung quanh nhà gần như là được thiết kế trang trí bốn mặt luôn, rất là đẹp. Đó, bốn mặt. Đấy, do đất nhà bác rất là rộng nên là chúng ta là tha hồ có những cái ý tưởng đẹp và những cái đường nét chi tiết trang trí. Thì các bạn nhìn cái mặt tiền của công trình này thì có thể thấy là các kiến trúc sư cũng như là chủ nhà rất chăm chút về cái vẻ đẹp mỹ thuật ở phía bên ngoài công trình này. Đó. Thì nếu nhà ai có cái khuôn đất rộng rãi như công trình nhà bác Thanh ở đây thì mọi người có thể là tham khảo cũng như là lên cho mình thật nhiều cái ý tưởng về cái vẻ đẹp trang trí ở phía bên ngoài như công trình nhà bác ở đây. Cái thứ hai là mọi người có thể nhìn thấy ở phía bên trên, phía bên ngoài này. Đây, mọi người nhìn thấy mái chữ A ở phía bên trên ấy thì toàn bộ cũng được trang trí bằng các cái diềm. Ở đây khi mà các bạn thiết kế với công ty cổ phần kiến trúc Kisato nhé, thì những cái diềm mái chéo chữ A này nó rất là tốn kém. Thợ xây hay nhân 1,5 lần nhân công lên bởi vì cái độ khó khăn
cũng như là độ tỉ mỉ chi tiết của nó. Nhưng chúng tôi chỉ đổ cái phần mái vát từ diềm đó, từ bức tường trở ra thôi mọi người nhé, không nên đổ cân xứng vào phía bên trong. Đấy là một cái lưu ý cho các bạn. Đấy, phía bên ngoài rất là đẹp. Tất cả những cái chi tiết con sơn ở phần mái chữ A thì chúng tôi không sơn màu vân gỗ nữa, mà chúng ta sơn toàn bộ màu trắng để cho nó hợp với cái mức độ trong sáng và nổi lên cái vẻ tinh khiết của cái công trình như thế này. Thì ok, đấy là một vài cái quan điểm của chúng tôi về cái vẻ đẹp thiết kế ở phần bên ngoài của công trình. Thì mời mọi người cùng chúng tôi vào phía bên trong để xem về cái ý tưởng cũng như là về phong cách nội thất sử dụng bên trong công trình biệt thự 3 tầng mái Thái này như nào. Mời các bạn vào trong. Đố các bạn biết đây là cửa gì? Đấy, thì ở đây là một bộ cửa thép vân gỗ ấy, mọi người nhé. Một bộ cửa thép vân gỗ 4 cánh rất đẹp, giả gỗ và có tác dụng là chống cong vênh, chống mối mọt và nó rất là đẹp, không bị phai màu. Đó, 4 cánh. Và mở ngoài mọi người nhé, để tránh hắt nước ở phía bên trong và đỡ vướng kê đồ đạc ở phía bên trong nhà. Đó, và mời các bạn cùng vào bên trong để chúng ta chiêm ngưỡng các cái công năng sử dụng bên trong nhà này. Với cái diện tích lớn như vậy thì ở đây chúng tôi có bố trí được dưới tầng 1 bao gồm một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng ngủ, đó cùng với cái nhà vệ sinh chung. Đó, thì đầu tiên chia sẻ mọi người về không gian phòng khách. Tôi đi vào đây, đấy, cái hành lang đi lại rất là rộng nhé, và được trải thảm rất là ấm chân. Đó, vào đây mùa đông này rất là khác luôn. Thì giới thiệu cho mọi người, toàn bộ cái phòng khách này được chúng tôi thiết kế với cái chiều rộng bằng với chiều rộng của hiên là 5m. Đó, 5m từ tim tường này đến tim tường ngoài. Và chiều sâu ở đây, chiều sâu ở đây từ ngoài kia vào trong đây là 7m9. Đó, 7m9 gọi 8m, 40m2 cho khu vực phòng khách này. Đây, 40m2 đến tận cái phần tủ ngăn cách giữa khách bếp này nhé, là 40m2. Đó, rất là đẹp và có cửa phụ, ở sảnh phụ đi vào đây này. Đó, rất là đẹp. Thì nhìn qua mặt phòng không gian thì chúng ta sẽ để ý tới phần nền và phần trang trí nội thất trước cho khu vực phòng khách. Gạch thì dùng nền gạch loại 80-80, màu trắng, đó, rất là sáng nhà. Và phần đồ đạc nội thất thì ở đây bác có kê một bộ bàn ghế bằng gỗ, đó, ngồi ở vị trí này. Đấy, khách vào là chúng ta có thể nhìn thấy, chúng ta có thể chiêm ngưỡng cái nhà từ đường ở phía bên ngoài kia. Và ở không gian phòng khách này thì chúng ta có rất nhiều các cái ánh sáng lấy vào trong phòng khách. Ví dụ như phía đằng sau này, cửa lấy ánh sáng về phía đằng sau, rất là đẹp. Đó, rất là sáng cho công trình ở đây chúng ta nhé. Rồi cửa phụ này, rồi cửa chính này, đó. Đó, tương đối là đủ ánh sáng. Bên cạnh đó là chúng ta sẽ có một góc trang trí, góc này là góc chết thì bác sẽ đặt một cái cây ở đây. Nhìn nó rất là sang hơn rất là nhiều. Thế cái thứ hai là mọi người nhìn thấy cái khu vực trang trí kệ tivi nhé. Chúng ta có một cái tủ ở đây. Đó, một cái tủ trang trí nhẹ ở đây. Tất cả dùng gỗ công nghiệp, kết hợp thêm một chút kính. Đó, rất là đẹp. Mặt kính nhá, bên trong vẫn là gỗ thôi. Đấy, rất là sang. Và đây thì vị trí xem tivi thì được đặt đối diện cái khu vực phòng khách. Đó, thì mọi người có thể nhìn thấy là ở đây bác dùng hệ thống camera. Chúng ta có thể soi xung quanh. Đây là xe của công ty chúng tôi đang đỗ ở khu vực phía bên ngoài. Đấy, thì khi mà các bạn có sử dụng cái dịch vụ thiết kế hoặc thi công của công ty cổ phần kiến trúc Kisato thì chúng tôi đều thiết kế những cái vị trí đặt camera như thế nào. Đấy, để phù hợp để chúng ta có thể quan sát được tất cả mọi nơi trong khu vực sân vườn của chúng ta nhé mọi người. Thì đều được chúng ta trao đổi trước khi mà chúng ta tiến hành thi công. Đấy. Ok, bên này cũng là một hệ tủ đối xứng để chúng ta có thể để đồ trang trí ở xung quanh. Đó, rất là đẹp. Ok, và cái phần trần ở đây. Phần trần ở đây thì theo phong cách nhẹ nhàng thôi mọi người nhé. Phần trần, phòng khách thì không thể thiếu quạt trần rồi. Và phía trần để làm nổi bật được những con người ở đứng ở phía dưới và đồ đạc nội thất thôi. Đấy, nên không quá cầu kỳ và rất là đẹp. Bên cạnh đó từ sảnh phụ đi vào thì chúng ta cũng có một chiếc đèn trang trí ở đây. Đó, đèn chùm trang trí để làm cái khu vực sảnh này cũng rất là nổi. Cái đèn trang trí này này, để sảnh đi vào nhé, cảm giác được đón tiếp. Và cũng để nổi bật được lên cái hệ tủ ngăn cách giữa phòng khách và phòng bếp. Đấy, cái hệ tủ này thì toàn bộ dùng bằng gỗ công nghiệp mọi người nhé, lên đến kịch trần luôn. Đó, một tủ rượu. Tủ rượu không dùng kính. Đó, để chúng ta khoe ra phía bên ngoài để thấp thoáng, để những người đun bếp nấu cơm có thể nhìn ra quan sát được phòng khách khi cần thiết nhé. Đó, ở phía bên này cũng vậy, những cái đồ, có những cái đồ đạc, bên cạnh nó có những cái tủ để chúng ta để đồ ở đây, rất là đẹp. Đấy, đấy là cái vách ngăn giữa phòng khách và phòng bếp.
một chiếc cây phong thủy này. Đấy. Và tiếp theo là chúng ta sẽ đến một khu vực phòng bếp. Đó, thì phòng bếp này tôi sẽ đọc cho mọi người kích thước để mọi người tham khảo. Phòng bếp này với tổng diện tích là 18 m², trong đó cái chiều sâu từ cái kệ kia đến cuối bức tường này là 4 m 1. Đó, chiều rộng thì bằng chiều rộng của phòng khách thôi. Chiều sâu 4 m 1. Và đây thì chúng ta có thể bố trí được cái bếp chữ L rất là rộng. Thì đặc biệt hơn mọi người có thể nhìn thấy cái vị trí mà đun nấu này. Khi mà các bạn thiết kế cái bản vẽ của công ty cổ phần kiến trúc Kisato ấy, thì các cái vị trí đun nấu này chúng tôi đã đặt cho mọi người cơ bản rồi. Nên là bên cạnh đó chúng tôi có thiết kế một cái cửa sổ lấy sáng ở đây để cho những người rửa bát người ta có đủ ánh sáng vào, rất là đẹp nhá mọi người, đủ ánh sáng vào trong công trình. Đó, bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thiết kế luôn cái vị trí đặt tủ lạnh ở đây cho bác rồi. Đó, để lấy đồ ra rồi rửa rồi mới cho sang đây để chúng ta đun nấu nhé. Đặt một bộ bàn ăn 6 người, 8 người có thể ngồi sử dụng ở đây. Đó, rất là đẹp. Và ở khu vực cuối này, đó phía sau bếp là phòng vệ sinh. Đó là một bộ phòng vệ sinh. Thì chia sẻ mọi người, phòng vệ sinh ở đây chúng tôi dùng bằng chất liệu là gỗ nhựa composite mọi người nhé, gỗ nhựa composite. Cái vật liệu này chúng tôi hiện tại đang thi công cho khách hàng, lắp đặt cho khách hàng trên toàn bộ cả nước. Đó, có cái phần ô phích lấy sáng ra phía bên ngoài, đó ô kính để biết ai ở phía bên trong. Đó, cho mọi người nhìn cái phòng nhà vệ sinh ở trong này. Đấy, phòng vệ sinh trong này với chiều sâu chia sẻ cho mọi người. Chiều sâu của nhà vệ sinh này là 1,5 m mọi người nhá, 1,5 m. Đó, 1,5 m về chiều sâu. Đó, rất là có vách tắm đứng này, có bàn chậu rửa rất là đẹp. Đây thì mọi người có thể tham khảo cái phòng vệ sinh này. Đấy, phòng vệ sinh này thì chúng ta dùng cái cửa này thì đẹp hơn cửa nhôm kính rất nhiều, bởi vì nó chống nước, chống mối mọt tuyệt đối luôn. Và nó có khuôn bao này, nhìn rất sang trọng. Ok. Thì đấy là cái phần không gian ở phía bên phòng khách. Và tương tự không gian phía bên phải từ trong nhà nhìn ra nhé, các bạn sẽ đi vào khu vực phòng ngủ. Phòng ngủ này thì chúng tôi cũng lắp đặt toàn bộ bằng cửa gỗ nhựa composite này. Có khuôn kép luôn mọi người nhé, khuôn kép luôn. Có nẹp này, đấy, có phào, rất là sang. Ok, mời mọi người vào phía bên trong này. Ở trong này thì là một phòng ngủ được chúng tôi thiết kế với tổng diện tích ở đây là 22 m², 22 m² mọi người ạ. Có thiết kế giường đôi luôn mọi người nhé, giường đôi. Đấy, có thể ông ngủ bên, bà ngủ bên, hoặc là giường đôi này cho các cháu nhỏ ngủ ở giữa khu vực táp lô, toàn bộ gỗ công nghiệp, rất đẹp. Và phòng ngủ này có hai cửa sổ lấy sáng vào phía bên trong, hai cửa sổ lấy sáng vào phía bên trong. Đó. Ở đây bên cạnh đó thì có một chiếc tủ để đồ. Tủ này thì sử dụng hệ thống tủ cánh lùa. Đấy, tủ lùa rất là đẹp. Cạnh đấy thì chúng ta cũng có phần tivi giải trí trong công trình này. Đó, tivi được thiết kế đằng sau kệ tivi cũng rất là đẹp và sang nhá. Đấy, mọi người có thể tham khảo. Và tương tự đó thì chúng ta có một cái phòng vệ sinh nhỏ ở phía đằng sau. Đó, một phòng vệ sinh nhỏ ở phía đằng sau với diện tích tương tự như phòng vệ sinh ở khu vực bên kia. Đó, dạ. Đấy, thì đấy là một bộ một phòng ngủ ở phía đằng sau với tổng diện tích là 21 m², có vệ sinh khép kín. Mời các bạn sang xem phòng ngủ thứ hai nhé. Cái phòng ngủ thứ hai này thì cũng có một cái cầu thang. Đấy, có một khu cầu thang. Đấy, cầu thang có chiều nghỉ rất là rộng để chúng ta đi lên khu vực phía tầng 2. Đó, ở đây thì bác không dùng trụ mà dùng ăn thẳng luôn. Ở dưới chân cầu thang thì sẽ có một cái tủ để đồ. Đó, một chiếc ghế massage. Đó, rất là đẹp. Và đây là phòng ngủ thứ hai này. Okay. Phòng ngủ này chúng ta có diện tích là 20 m². Đó, phòng ngủ này thì cũng có giường đôi luôn. Giường đôi cho ông bên, bà bên hoặc là các cháu, ông với các cháu. Rất là đẹp. Có cửa sổ lấy sáng phía đằng trước mà nãy các bạn có thể nhìn thấy đấy. Một cửa sổ bên hông nữa. Nói chung là rất đủ độ sáng và rất là tiện nghi. Đấy, tủ thay đồ. Đó. Với phần sử dụng này rất là vuông nhé, với 16 m², rất là vuông. Còn phòng vệ sinh nó nằm hẳn bên này rồi. Đó, khi mà chúng ta ngủ chúng ta không nhìn thấy cửa vệ sinh. Đó, rất là đẹp. Và cửa vệ sinh ở đây thì cũng dùng cửa gỗ nhựa composite luôn. Đấy, cửa gỗ nhựa composite luôn. Thì lưu ý cho các bạn, khi mà làm cái hệ thống cửa này thì các bạn phải làm cửa trước nhé. Sau đó các bạn mới làm được cái hệ thống đá với chậu như này để nó không bị kích. Đấy, nó không bị kích và vòm như này, rất là đẹp. Đấy, các bạn mà thấy mà nếu mà chúng ta không
chúng ta làm cái này trước thì lắp cửa nó sẽ bị kích, như làm này rồi thì cái bệ đá nó ăn theo cửa thì nó rất đẹp, không bị chạm vướng một chút nào. Đấy. Ok, đấy là cái phần công năng tầng 1 mà chúng tôi muốn giới thiệu đến cho mọi người. Xin mời mọi người lên tầng 2 để xem trên tầng 2 nội thất cũng như là cách bố trí để sử dụng các cái phòng của gia đình như nào. Trước khi lên tầng 2 thì muốn chia sẻ cho mọi người cái khu cầu thang này. Khu cầu thang có một cái vách kính lấy sáng vào khu vực cầu thang, rất là đủ ánh sáng và rất là thoáng mọi người nhé. Đấy, rất là đẹp. Đấy, còn công năng ở trên tầng 2 này thì chia sẻ mọi người, chúng ta sẽ gồm một phòng sinh hoạt chung, 3 phòng ngủ, có vệ sinh khép kín cả 3 phòng và một vệ sinh chung. Đó, ở đây là một phòng sinh hoạt chung này. Hiện tại thì bác cũng chưa sử dụng gì nhiều. Đó, gần như nó nằm trên cái khu vực phòng khách ạ. Với tổng diện tích ở đây là 36 m², có một cửa nhôm kính, hai cánh làm bằng gỗ, bằng sinh pha Quảng Đông nhập khẩu chính hãng, phụ kiện Kim Long để chúng ta đi ra khu vực phía bên ngoài. Đó, chúng ta đi ra khu vực phía bên ngoài, ban công này. Đó, một cái ban công vừa đủ cho chúng ta để ngắm ra khu vực sân vườn, có thác ở phía bên dưới nhé. Đó, rất là thoáng cho khu vực phòng sinh hoạt chung. Thứ hai là chúng ta cũng có một cái cửa phụ và một cái cửa sổ ở phía bên hông này. Đó, rất là thoáng mọi người. Sử dụng hệ thống trần thạch cao đơn giản thôi. Đấy. Ở đây chúng ta có thể ngắm ra phía bên ngoài, rất là đẹp. Đấy, đứng ở đây ngắm thác nước, ngắm sân vườn của chúng ta thì thật là tuyệt vời. Và mọi người nhé, ở đây thì chúng ta có một phòng ngủ phía đằng trước này. Đó, một phòng ngủ phía đằng trước. Phòng ngủ phía đằng trước nhé. Phòng này thì hiện tại là đang chưa sử dụng. Phòng ngủ này thì cũng có một vệ sinh khép kín. Đó, phòng ngủ này cũng có một vệ sinh khép kín. Đó, phòng ngủ này thì bằng diện tích ở bên dưới, với tổng diện tích là 20 m². Đó, thẳng với dưới tầng 1. Hiện tại bác chưa ở nên là chưa lắp nhiều thiết bị ở đây. Chủ yếu là đồ đạc nội thất của bác thôi. Đó, có cửa sổ lấy sáng này. Bên trong này là một phòng vệ sinh. Đó, bằng với phòng vệ sinh ở dưới tầng 1 thôi. Cũng rất là đẹp. Đấy. Ok, đây là phòng ngủ thứ nhất. Thế mọi người nhìn thấy cách bố trí nội thất này. Ốp hết đầu giường nhé. Tiếp theo thì chúng ta có một cái hành lang đi vào phía bên trong. Ở đây thì chúng ta có hai phòng ngủ hai bên. Phòng ngủ này là phòng ngủ nằm trên khu vực phòng bếp. Đấy, phòng ngủ này nằm trên khu vực phòng bếp. Với tổng diện tích của phòng ngủ này là 20 m² luôn, 20 m², có cửa sổ này, một cửa sổ bên hông bên cạnh đầu giường này, đấy, hệ thống giường. Đó, và bên này là một khu phòng vệ sinh. Đó, một phòng vệ sinh phía bên trong. Đó, rất là đẹp. Và phòng ngủ cuối cùng cũng chính là phòng ngủ thứ ba, nằm ở trên phòng ngủ đầu tiên mà chúng tôi giới thiệu cho mọi người đấy, phòng ngủ thứ ba. Đấy, phòng ngủ này thì của anh chị cũng với diện tích tương tự, 22 m². Đấy, giường, tủ, kệ tivi, cửa sổ lấy sáng, khu nhà vệ sinh. Đó, rất đẹp. Thì khi các bạn bố trí phòng ngủ thì lưu ý cho mọi người là chúng ta nên thiết kế phòng ngủ vuông nhé. Và vệ sinh thì tốt nhất là không nhìn thấy cửa vệ sinh nhưng nó vẫn ở trong phòng. Thì các bạn sẽ có cảm giác rất là đẹp và nó sẽ tiện nghi khi mà chúng ta sử dụng những cái phòng ngủ như vậy. Đó, thì đấy là công năng ở trên tầng 2. Và mời các bạn cùng lên trên tầng 3 xem chúng ta có gì ở trên đó. Và ở trên tầng 3 này thì các bạn có thể thấy là chúng tôi bố trí được một cái khu vực không gian chung. Đó, không gian chung này thì có cái thái dương năng đặt phía bên trong nhà, lấy sáng từ bên ngoài và bằng ô kính mọi người nhé. Bên cạnh đó thì chúng ta có một phòng ngủ và một phòng kho trong trên tầng 3 này. Vậy là các bạn vừa tham quan và được chúng tôi chia sẻ về một công trình nhà vườn mái Thái được chúng tôi thiết kế và thi công cho bác Thanh tại thành phố Thái Bình. Thì nếu ai có quan tâm về những cái mẫu nhà như này hoặc tương tự như này, hoặc là các công trình mà các bạn đang ấp ủ, thì các bạn có thể nhắn tin hoặc gọi điện cho số điện thoại của chúng tôi ở phía bên dưới. Đó, chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí hoặc là thiết kế, thi công hoặc hỗ trợ các bạn những cái điều cần thiết nhất để như một người bạn đồng hành cùng mọi người trong quá trình mọi người xây dựng nhà. Đó, để mọi người hoàn toàn có thể ưng ý, không áy náy, không nuối tiếc về công trình nhà mình khi mà đã thi công xây dựng xong. Thì cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi
những chia sẻ của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các cái video chia sẻ lần sau về các mẫu nhà trên khắp 63 tỉnh thành nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.